thuốc cực mạnh, chữa dứt gai cọt sống, đau chết đi sống lại cũng giảm ngay lập tức. Kiên trì thì kiểu gì cũng khỏi bệnh. Thú thực, trước giờ em cứ nghĩ gai cọt sống là bệnh của người già. Ai dè mấy tháng trước, cứ thấy đau nhức vai gáy và thắt lưng. Chân tay thì buồn bực, rất dễ nổi quậu, trong người bứt rứt khó chịu. Vài ngày, không thấy triệu chứng thuyền giảm, em đi khám thì được chẩn đoán bị gai cọt sống các mẹ ạ. À. Trong khi em mới có 27 cái sừng xanh, thấy rùng mình vì tốc độ trẻ hóa của căn bệnh thật quá sức tưởng tượng. Đem chuyện này đến công ty kể, đồng thời cảnh báo cho các chị em đồng nghiệp thì phát hiện, hóa ra không chỉ có mình em bị. Có bà chị cũng từng bị khá nặng, nhưng áp dụng bài thuốc bưởi, chanh, ngải cứu nên đã khỏi từ lâu. Thế là cũng chẳng mua thuốc gì, đắt đỏ, em áp dụng thử ngay bài thuốc đơn giản này xem. Thế mà sau một tháng, em thấy người khoan khái hơn hẳn. Có lúc cũng quên luôn là mình đang mắc bệnh. Mẹ nào mà bị hay có người thân bị thì áp dụng thử ngay nhé. Nhớ là thay đổi cả thói quen ngồi ì một chỗ cả ngày nữa đó. Có bận rộn đến mấy thì thỉnh thoảng cũng đứng lên đi lại vận động cơ thể một chút, chứ không thì thuốc tiên cũng không cứu được đâu ạ. À. Bài thuốc bưởi, chanh, ngải cứu. Nguyên liệu: 2 trái bưởi, 1kg chanh, 200g ngải cứu, 2 lít rượu, 200g đường phèn. Cách thực hiện: bưởi, chanh thái mỏng, bỏ hạt, ngải cứu thái nhỏ. Tất cả phơi khô rồi xoa vàng, khử thổ, đổ xuống đất chờ nguội. Sau đó cho nguyên liệu trên vào bình ngâm với 2 lít rượu và 200g đường phèn. Một tuần sau là có thể sử dụng. Ngày uống 1 đến 2 ngụm, kiên trì 1 tháng, thấy cơn đau đỡ hẳn, uống hết bình đảm bảo hiệu quả bất ngờ. Phương pháp trên mang lại tác dụng rất hiệu quả cho bệnh nhân gai cột sống đó các mẹ ạ. Ai bị thoát vị đĩa đệm cũng có thể áp dụng luôn nhé. Để đạt được kết quả chữa trị triệt để, bạn nên kiên trì sử dụng từ 6 đến 8 tháng. Để tăng thêm hiệu quả, rút ngắn thời gian điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm, bạn có thể kết hợp sử dụng bài thuốc trên với một số phương thuốc đông y lành tính khác. Tác dụng của bưởi, chanh và ngải cứu. Theo y học cổ truyền, vỏ bưởi vị cay đắng, tính ấm, có công dụng hành khí, hạ khí, tiêu thực, hóa đàm và làm khoan khái lòng ngực. Thường được dùng để chữa các chứng bệnh như ho, hen suyễn, ở chua buồn non, viêm loét dạ dày, đau tức ngực, ngộ độc rượu, trong đó có chứng khớp. Chanh quả vị chua, tính ấm, có công dụng tăng sinh, trị khát, khứ thử, giảm đau, hành khí và an thai. Thường được dùng để chữa các chứng cảm mạo, ho hen, viêm họng, ăn kém, viêm loét dạ dày, thai phụ non mửa, cao huyết áp, đau tức ngực, béo phì, đau thần kinh, đau khớp, bệnh gút. Ngải cứu vị cay, tính ấm, có công dụng on khí huyết, trục hàn thấp, điều kinh, an thai. Thường được dùng để chữa các chứng bệnh như đau do lạnh, kinh nguyệt không đều, động thai, thổ huyết, chảy máu cam. Như vậy, các vị thuốc trong bài đều có tính ấm, lại được ngâm trong rượu đế, cũng có vị cay, tính nhiệt nên rất phù hợp cho người bị viêm thái hóa, các khớp thường ở thể hư hàn. Thêm nữa, vỏ bưởi và quả chanh đều có tác dụng giảm đau, lại là thảo dược thiên nhiên, có độ an toàn cao. Liều dùng một ly nhỏ là hợp lý, nên có thể sử dụng lâu dài mà không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ba bé trai tử vong, một bé bất tỉnh vì ăn vải vào thời điểm này, ghi nhớ quy tắc 4 người, 2 thời điểm cần tránh. Theo người nhà các bệnh nhi, chiều ngày 8 tháng 6, cả 4 cháu đều ăn quả vải. Đến tối, các cháu có dấu hiệu đau đầu, buồn non, mệt mỏi, nhưng gia đình chỉ nghĩ bị cảm thông thường. Đến chiều ngày 9 tháng 6, khi cháu Lý Văn Thắng, 12 tuổi, chết đột ngột và ba cháu còn lại có dấu hiệu bệnh nặng, các gia đình mới đưa đi bệnh viện huyện. Sau đó, các cháu được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cấp cứu. Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, các bệnh nhi được xác định là viêm não. Tuy nhiên, nguyên nhân do đâu thì phải chờ kết quả xét nghiệm. Trước câu hỏi có phải các cháu bị ngộ độc vì ăn vải có phun thuốc,
Bác sĩ Hoàng Văn Kiên, Phó khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cho hay. Qua điều tra từ phía gia đình, vải các mẹ Nhi ăn đều là do gia đình tự trồng, không phun thuốc. Khi chuyển đến viện, cháu Lý Thị Mái, 9 tuổi, đã ở trong tình trạng nguy kịch, có dấu hiệu thở ngáp, mắt lờ đờ. Ngay lập tức, các bác sĩ phải cho hỗ trợ thở máy. Bệnh nhân còn lại là cháu Lý Thị Hoa, 10 tuổi, cũng nhập viện trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện sốt, co giật. Hiện tại, hai bệnh nhân này vẫn đang điều trị tích cực, chưa có tiến triển gì, não phù nề, suy hô hấp và co giật. Chúng tôi có ý định chuyển các cháu lên tuyến trên, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, nhiều khả năng gia đình sẽ xin về nhà, bác sĩ Kiền cho biết. Bệnh nhân còn lại là Lý Văn Trường, 7 tuổi, đã dần hồi phục và hiện đang được điều trị tại khoa truyền nhiễm. Mới đây, Bệnh viện Bảo An ở Thâm Quyến, Trung Quốc đã tiếp nhận một bệnh nhân là cậu bé 7 tuổi bị ngất xỉu sau khi ăn vải. Sau khi ăn 20 quả vải, cậu bé 7 tuổi đột nhiên sùi bọt mép, ngất xỉu, mồ hôi chảy ướt đẫm. Vải là loại quả khá quen thuộc với các nước có khí hậu nhiệt đới, trong đó có Việt Nam. Quả vải mọng nước, thơm ngọt, được rất nhiều người yêu thích, thưởng thức trong hè. Mặc dù có hương vị ngon lành, nhưng loại quả này vẫn có tác động không nhỏ tới sức khỏe khi ăn quá nhiều. Sau khi trở về nhà vì đói bụng, cậu bé đã ăn liền 20 quả vải. Tuy nhiên, sau khi ăn xong, cậu bé đột nhiên sùi bọt mép, mồ hôi chảy ra, ướt đẫm và ngất xỉu. Ngay lập tức, gia đình đã đưa em tới bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán cậu bé bị hạ đường huyết cấp tính do ăn vải. May mắn khi gia đình đã đưa em tới bệnh viện kịp thời nên không gây nguy hiểm tới tính mạng. Đây không phải là trường hợp đầu tiên trên thế giới phải nhập viện do ăn vải. Theo hãng tin ABC, đã từng có gần 20 năm. Tại Ấn Độ, có không ít trường hợp trẻ em đang khỏe mạnh bình thường, bỗng dưng bị co giật đột ngột và bất tỉnh. Đáng sợ hơn nữa là 1/3 trẻ em này đã tử vong sau khi lên cơn co giật, trong khi các bác sĩ không thể tìm ra được nguyên nhân vì sao. Và cuối cùng, 20 năm sau, một nhóm nhà khoa học Mỹ và Ấn Độ cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân của căn bệnh bí ẩn đã giết chết hơn 100 trẻ em mỗi năm có liên quan đến trái vải. Tại sao ăn vải lại nguy hiểm? Vải có hàm lượng đường rất cao, có khoảng 16 gram fructose trong 100 gram vải. Chính vì vậy, nên không ít người thắc mắc, lẽ ra ăn vải phải gây tăng đường huyết, tại sao lại khiến hạ đường huyết? Bác sĩ Chen đến từ Bệnh viện Bảo An cho hay, fructose cần có thời gian chuyển đổi thành glucose nhờ các enzyme trong gan, sau đó mới được hấp thụ và sử dụng. Trẻ em không có đủ dự trữ glycogen, một loại enzyme trong gan. Vì thế, nếu ăn quá nhiều vải, fructose sẽ bị tích tụ với số lượng lớn và không có thời gian để chuyển đổi. Do đó, kích thích insulin phá vỡ fructose và tạo ra quá nhiều insulin. Chính điều này đã gây ra hạ đường huyết. Tại sao ăn vải lại nguy hiểm? Trên thực tế, không phải chỉ có trẻ em ăn nhiều vải mới nguy hiểm, những đối tượng dưới đây cũng nên hạn chế ăn vải. Người bị bệnh tiểu đường. Do vải có chứa hàm lượng đường cao nên nếu tiêu thụ quá nhiều sẽ gây ra đường trong máu cao. Nếu nồng độ đường trong máu cao thì sẽ ảnh hưởng đến việc chuyển hóa glucose. Vì thế, những người bị tiểu đường không nên ăn nhiều. Người đang bị bệnh tích nhiệt, nóng trong. Quả vải có tính nóng nên có thể khiến người bị bệnh nhiệt càng thêm trầm trọng. Ngoài ra, những người đau họng, sưng nướu, chảy máu mũi, đang bị bệnh thủy đậu, mụn nhọt, rôm sảy cũng cần hạn chế ăn vải. Phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai có thể ăn vải, nhưng chỉ nên ăn 100-200 g, vì nếu ăn nhiều sẽ khiến đường huyết tăng vọt, khó sinh, tăng nguy cơ xuất huyết, sau sinh và nhiễm trùng. Trẻ em. Trẻ nhỏ nên hạn chế ăn vải do hệ tiêu hóa còn kém. Ăn nhiều vải có thể khiến các bé bị bệnh. Hai thời điểm không nên ăn vải. Ăn khi bụng rỗng. Vải tươi có chứa nhiều đường. Khi bụng rỗng, nếu ăn vải sẽ kích thích niêm mạc dạ dày và gây đau dạ dày, đầy hơi. Ngoài ra, tiêu thụ quá nhiều vải trong thời gian ngắn sẽ gây ra hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, chân tay bủn rủn. Phụ nữ khi trước và trong kỳ đèn đỏ. Trong một vài ngày trước khi diễn ra chu kỳ kinh nguyệt, phụ nữ thường lo âu, trầm cảm,
căng thẳng tinh thần do sự mất cân bằng hormone androgen và progesterone. Do đó, khi đang trong giai đoạn này, chị em cần hạn chế ăn nhiều vải. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tám thực phẩm cực độc khiến thai nhi bị dị tật, câm điếc bẩm sinh, bầu liệu mà tránh cho xa, kẻo tự mình làm hại đến con. Mang bầu, mẹ hãy nói không với những món này nhé. Khi mới mang thai, mẹ nên nói không với những thực phẩm chiên rán, đồ ngọt và gan động vật. Nghiên cứu của các nhà khoa học đã chỉ ra rằng chế độ dinh dưỡng trong thai kỳ có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi. Chính vì vậy, để sinh ra được những đứa con khỏe mạnh, thông minh, bà bầu nên chọn lựa những loại thực phẩm tốt cho bé và tránh xa những đồ ăn có hại dưới đây. Đồ chiên rán. Trong đồ chiên rán có chứa một lượng nhất định phèn chua, mà phèn chua chứa nhôm, một chất vô cơ. Nhôm có thể xâm nhập vào não của thai nhi thông qua nhau thai. Nếu ăn nhiều, lượng nhôm tích lũy sẽ lớn, làm cho não thai nhi kém phát triển, tăng nguy cơ bệnh đần độn. Đồ uống chứa caffeine. Một số đồ uống có chứa 2,4% đến 2,6% caffeine và hàm lượng các chất kích thích khác. Một số thai phụ sau khi uống đồ uống này bị buồn nôn, đau đầu, tim đập nhanh và các triệu chứng ngộ độc khác. Các phản ứng này ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của trái tim, não, gan và các cơ quan quan trọng khác của thai nhi. Kết quả là em bé sinh ra dễ bị các dị tật bẩm sinh. Trà. Phụ nữ mang thai không nên uống quá nhiều trà. Chất theophylline trong trà có thể kích thích đến chuyển động của thai nhi, thậm chí gây nguy cơ cho sự phát triển của thai. Gan động vật. Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng mẹ bầu tiêu thụ quá nhiều gan động vật trong thời kỳ đầu mang thai có thể ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của em bé trong bụng. Nếu phụ nữ mang thai ăn quá nhiều gan động vật, đặc biệt là khi dùng các viên thuốc bổ sung sinh tố khác, lượng vitamin A được đưa vào cơ thể sẽ quá nhiều, ảnh hưởng xấu đến thai nhi, thậm chí gây quá thai. Ngoài ra, gan là bộ máy giải độc, là kho chứa chất độc lớn nhất trong cơ thể động vật. Một số chất độc đó khi ăn vào có thể ảnh hưởng xấu đến mẹ bầu và em bé. Thực phẩm dễ dị ứng. Khi mang thai, mẹ bầu cần đặc biệt chú ý đến việc ăn uống, nhất là khi ăn những thực phẩm lạ mà cơ thể dễ bị dị ứng. Với bất cứ món ăn nào lạ, mẹ chỉ nên ăn một chút để thử phản ứng của cơ thể trước. Với những thực phẩm mà mẹ đã bị dị ứng trước đó, tuyệt đối không nên cố gắng ăn, bởi khi cơ thể bị dị ứng sẽ sản sinh ra một loạt các chất có hại cho bào thai. Khi cơ thể bị ngứa, phát ban, đau bụng, tiêu chảy, mẹ cần dừng sử dụng thực phẩm ngay và tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa. Với bất cứ thực phẩm nào đã từng khiến mẹ bị dị ứng đều không nên ăn khi mang thai. Giấm và thực phẩm có tính axit. Quá nhiều giấm và thức ăn có tính axit là một trong những thủ phạm gây ra dị tật. Đặc biệt là hai tuần đầu của thai kỳ, rất nhiều loại thực phẩm có tính axit có thể gây mệt mỏi, yếu kém. Sử dụng thực phẩm có tính axit trong thời gian dài không chỉ khiến người mẹ bị mắc những căn bệnh nhất định, mà điều quan trọng hơn là sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển bình thường của thai nhi, thậm chí có thể dẫn đến dị tật thai nhi. Thức ăn xông khói, nướng. Các thực phẩm loại này phải dùng gỗ, than làm chất đốt để chế biến. Nhiên liệu đốt lên sẽ tán phát ra một loại chất độc làm ô nhiễm các thức ăn được xông nướng. Chất độc này có thể gây ra ung thư. Cứ mỗi ký cá xông và thịt nướng có tới mấy chục mg chất độc này. Cứ mỗi kg bánh thịt nướng có 79 mg chất độc. Đồ ngọt, đường, kẹo. Mặc dù đồ ngọt rất hấp dẫn với mẹ bầu, nhưng trong 3 tháng đầu và cả thai kỳ, chị em nên nhịn ăn để có sức khỏe tốt nhất. Mẹ bầu ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ khiến tăng cân nhiều, dễ gây tiểu đường thai kỳ và thậm chí lượng đường dư thừa sẽ tiêu thụ canxi, khiến mẹ bị thiếu canxi, ảnh hưởng đến sự phát triển xương và răng của trẻ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
chia tay bệnh tiểu đường sớm nhờ các bài thuốc dân gian này. Bệnh tiểu đường sẽ sớm chào thua các bài thuốc dân gian này. Không cứ phải thuốc đắt, thuốc ngoại mới chữa bệnh tốt. Có những bài thuốc quý ngay trong vườn nhà mà đôi khi bạn không biết. Khám phá ngay bài thuốc dân gian chữa bệnh tiểu đường vô cùng hiệu quả. Khoảng gần 8% dân số Việt Nam mắc bệnh tiểu đường và đây là căn bệnh phổ biến trong xã hội hiện nay. Việc điều trị bệnh tiểu đường bằng các loại thuốc tây vừa gây cho bệnh nhân mệt mỏi là ảnh hưởng về kinh tế, gây biến chứng các bệnh khác. Cây thuốc nam chữa bệnh tiểu đường rất công hiệu và an toàn, không gây biến chứng mà nhiều người không biết, cứ lầm tưởng điều trị tây y hiệu quả mà quên đi các giá trị mà bài thuốc cổ truyền trong dân gian mang lại. Việc tìm các vị thuốc nam không khó vì đây là cây thuốc, cây cỏ quanh nhà mà chúng ta rất dễ gặp. Các loại cây này giúp giảm bớt các triệu chứng do tiểu đường gây ra, rất hiệu quả cho những người mắc bệnh tiểu đường. Chữa bệnh tiểu đường bằng cây chuối hột. Xưa nay chúng ta chỉ biết cây chuối hột thông qua việc dùng quả của nó. Tuy nhiên ít người biết rằng ngay cả thân, hạt của chuối hột cũng là vị thuốc quý. Các nhà khoa học đã chứng minh trong chuối hột có chất giúp ổn định đường huyết. Phương pháp phổ biến nhất để trị tiểu đường bằng cây chuối hột là đào lấy củ chuối rửa sạch, giã hoặc ép lấy nước cho người bệnh uống. Nếu không thể đào được củ chuối, bạn cũng có thể dùng thân cây chuối hột, khoét ngang một lỗ, để bên dưới một chiếc bát nhỏ để nước từ thân cây tiết ra. Sau đó mang nước này cho người bệnh uống cũng có tác dụng tương tự. Nhưng chú ý rằng mùa mưa nước chuối hột loãng hơn nên bạn cần phải uống lượng nước nhiều hơn mùa nắng. Vỏ dưa hấu làm thuốc chữa bệnh tiểu đường. Dưa hấu là loại quả bổ dưỡng cho sức khỏe. Ngoài việc được dùng để giải khát trong những ngày hè nóng nực thì dưa hấu còn được dùng để chữa bệnh tiểu đường. Các nhà khoa học đã chứng minh cứ 100g dưa hấu có 95,5% nước, 1,2% protein, 2,5% glucid, 0,5% cellulose, các muối khoáng canxi, phốt pho, sắt, các vitamin B1, B2, PP, C, carotin. Đặc biệt, dưa hấu còn chứa nhiều axit folic là một trong các yếu tố quan trọng cần thiết trong quá trình tạo máu, rất tốt cho người tiểu đường. Bên cạnh việc ăn dưa hấu, người bệnh tiểu đường cũng không nên bỏ vỏ dưa đi, bởi chúng có thể tạo thành bài thuốc vô cùng hiệu quả đấy. Người bệnh dùng 30g vỏ dưa hấu, 30g vỏ bí xanh, xắt lấy nước uống 3 lần mỗi ngày, làm liên tục trong vòng 1 tháng để cảm nhận hiệu quả. Lá ổi trị bệnh tiểu đường. Đông y sử dụng lá ổi là vị thuốc chữa bệnh từ lâu đời. Khoa học hiện đại cũng đã chứng minh cả quả ổi và lá ổi đều có tác dụng giảm lượng đường trong máu. Bài thuốc trị bệnh tiểu đường cần dùng các nguyên liệu: lá sa kê rụng, đậu bắp và lá ổi non, búp thì càng tốt. Ba thứ trên mang rửa sạch rồi cho vào nồi đất nấu với 2 lít nước, đến khi cô đọng lại còn khoảng 510ml thì chia ra để uống 3 lần trong ngày. Các hợp chất flavonoid có trong lá ổi giúp người bệnh hạ đường huyết nhanh chóng. Ngoài ra, việc ăn quả ổi hay dùng lá ổi tươi xắt lấy nước uống hàng ngày cũng rất có lợi cho sức khỏe bệnh nhân tiểu đường. Chữa bệnh tiểu đường bằng quả khế. Quả khế không chỉ được dùng để nấu canh chua, ăn kèm rau sống mà còn có tác dụng chữa bệnh tiểu đường hiệu quả mà không phải ai cũng biết nhé. Nếu bạn hoặc một người thân trong gia đình mắc phải căn bệnh này, có thể dùng trái khế để chữa trị bằng cách sau: lấy quả khế phơi khô trong bóng râm, đem thái thành lát mỏng. Mỗi ngày các bạn lấy khoảng một vốc cho vào nồi, rồi đổ nước vào nấu cho tới khi còn lại một nửa thì dùng để uống. Nên áp dụng thường xuyên, sau 3 tháng sẽ có tác dụng làm giảm lượng đường huyết trong máu xuống mức ổn định. Sau đó, việc kiêng ăn đồ ngọt cũng không cần quá khắt khe. Ngoài ra, quả khế còn có tác dụng chữa bí tiểu, tóc bạc sớm và chữa táo bón hiệu quả. Chữa bệnh tiểu đường bằng hạt quả vải. Dùng hạt quả vải cũng là một trong những bài thuốc đông y chữa bệnh tiểu đường rất đơn giản mà hiệu quả cao, được áp dụng phổ biến trong dân gian. Theo đông y, hạt vải vị ngọt chát, tính on, có tác dụng tán hàn, chữa tiêu chảy, đau răng, đau tinh hoàn và tiểu đường type 2. Để phòng và điều trị bệnh tiểu đường type 2 bằng hạt vải, người bệnh có thể áp dụng theo bài thuốc như sau. Hạt vải đem sấy khô, tán thành bột mịn,
mỗi ngày 3 lần, mỗi lần dùng khoảng 10 gram và với nước để uống sẽ cho hiệu quả làm giảm lượng đường trong máu xuống mức ổn định. Bài thuốc dùng tốt nhất cho các trường hợp người bị bệnh tiểu đường, tiếp 2 trên 40 tuổi. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Thường Niên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cô bán sầu riêng 12 năm, chỉ cách phân biệt sầu riêng hóa chất cực chuẩn. Ai không biết thì tiếc cả đời. Chuyện là thế này các mẹ ạ, em là em thích ăn sầu riêng lắm. Chỉ nghĩ tới vị thơm ngon béo ngậy của sầu riêng là em đã chịu không nổi rồi. Hồi trước, lúc còn ở nhà, cứ đến mùa sầu riêng là em lại được về vườn nhà ông ăn thỏa thích. Phải nói là sầu riêng miền Tây quê em ngon hết ý ạ. Thế nhưng mấy năm nay, do em lên Sài Gòn học rồi đi làm, cứ mỗi lần tới mùa sầu riêng là thèm chảy nước miếng luôn mà chẳng dám mua ăn. Tại em thấy mấy bài báo đăng tin sầu riêng bị ngâm thuốc nên em sợ quá ạ. Lần trước em cũng liều màng mua về một trái rồi ăn và kết quả là bị tào tháo rượt cả đêm. Giờ cứ mỗi lần đi ngang mấy hàng sầu riêng là em cầm lòng không được, nhưng mà nhớ lại cái vụ lần trước nên chừa. Cho đến mấy hôm trước đang đi làm về thì em chợt nghe mùi sầu riêng thoang thoảng đâu đó. Thì ra đường em đi làm về hàng ngày là đi ngang một khu chợ trái cây nên bị dính mùi sầu riêng là phải rồi. Dừng xe lại quan sát xung quanh thì em mới thấy hàng sầu riêng của một cô bán gần đó. Thèm quá chịu không nổi, em đánh liều đến mua đài. Vừa bước xuống xe đến lựa là cô bán hàng đã cười niềm nở với em rồi. Ấy vậy mà em cứ lựa hoài nhưng không dám mua, cứ sợ sợ sao đó à. Hết xem cuốn lại xem vỏ sầu riêng xem thế nào. Thấy em lựa lâu quá nên cô bán hàng cũng xin nghi hay sao ấy. Chắc cô cũng hiểu được em đang lo lắng chuyện gì nên tươi cười bảo với em: con sợ sầu riêng cô bán không đảm bảo chất lượng đúng không? Nếu vậy thì cứ để cô chỉ cho cách phân biệt sầu riêng ngâm thuốc với sầu riêng chín tại vườn nhé. Cô chỉ con để con biết, chứ đó giờ cô bán sầu riêng ở đây cũng được 12 năm rồi, cô không có làm mấy chuyện thất đức vậy đâu. Nghe cô nói, em ngượng ngùng vô cùng các mẹ ạ. Chỉ biết nhìn cô cười trừ luôn. Xong rồi cô chỉ em cách phân biệt sầu riêng chín tự nhiên và sầu riêng ngâm hóa chất như thế này nè các mẹ. Cô nói, với sầu riêng chín tự nhiên, ấn nhẹ vào cuốn sẽ cảm giác cuốn ướt, thậm chí vẫn còn nhựa chảy ra và tươi, gai mới, xanh cứng, còn sầu riêng ngâm hóa chất thì ngược lại. Cụ thể cô bảo dấu hiệu để nhận biết sầu riêng bất thường là như thế này ạ. Về gai và cuống, nếu là sầu riêng được ép chín bằng thuốc, thông thường người ta sẽ hái quả xanh trên cây rồi mang về giấm thuốc. Do để lâu hơn nên quả hay bị héo, thối hạt rụng gai, bị bầm dập và màu sạm đi. Trong khi đó, với sầu riêng chín tự nhiên, khi dùng ngón tay ấn nhẹ vào cuống sẽ có cảm giác cuống ướt, thậm chí vẫn còn nhựa chảy ra và tươi. Các gai trong cũng tươi mới, xanh cứng. Trên bề mặt vỏ, với những quả có khe nước, khi ấn tay vào sẽ thấy thịt quả cứng như đá và tay sẽ có màu vàng như vừa sờ vào thuốc nhuộm thì là sầu riêng ngâm hóa chất. Sầu riêng chín tự nhiên có phần mềm thịt hơn. Về muối sầu riêng, với sầu riêng chín tự nhiên sẽ dễ dàng tách rời được các muối. Các muối màu vàng óng, béo ngậy và thịt sầu riêng rất dễ mềm. Ngược lại, sầu riêng chín ép bằng hóa chất rất khó để tách muối. Muối màu vàng nhợt, ăn rất nhạt. Đồng thời thì sầu riêng cũng bị sượng hơn. Về mùi vị, sầu riêng bị ngâm hóa chất, khi chín không có mùi thơm nồng đặc trưng, đôi khi không có mùi. Trái sầu riêng chín cay tự nhiên thì có mùi thơm nước mũi, đi từ xa vẫn có thể ngửi thấy được. Ngoài ra, với những quả có khe nước, khi ấn tay vào sẽ thấy thịt quả cứng như đá và tay sẽ có màu vàng như sờ vào thuốc nhuộm thì không nên mua. Đó thường là những quả còn non hoặc bị sượng. Bên cạnh đó, để chọn sầu riêng ngon thì nên chọn quả có gai nở to đều, cứng chắc và ít nhọn. Khi bóp hai gai gần nhau lại với nhau, quả non thì gai sẽ mềm, quả già thì gai cứng. Chị dẫn tận tình cho em cách phân biệt sầu riêng ngâm thuốc, rồi cô còn tốt bụng chỉ cho em sầu riêng ngon nữa. Tại cô bảo nhìn em còn trẻ quá,
chắc là sinh viên nên chưa có kinh nghiệm mấy vụ này đâu. Cô bảo để chọn sầu riêng ngon, phải chú ý những điều sau đây. Hình dáng. Trái sầu riêng nào có hình dạng không đẹp mã thì thường ít hỏng và chất lượng cũng ngon hơn trái sầu riêng to tròn, nhìn bắt mắt. Điều này nhiều người không có kinh nghiệm thường mắc phải, bởi thường thấy quả to và bắt mắt là lấy ngay. Cuốn. Càng để lâu thì cuốn càng teo lại. Do đó, khi mua, bạn nên chọn những trái cuốn đừng quá héo vì trái đó chắc chắn là lâu rồi. Thông thường với loại trái cây để lâu ngày, người bán sẽ cắt bớt phần đầu đen của nó khiến người mua tưởng là mới hái. Gai. Nở to đều, ít nhọn, cứng chắc. Bóp hai đầu gần nhau lại với nhau, nếu quả nào già thì gai cứng, quả non, gai sẽ mềm. Nói xong một tràng cho em nghe, mặc cho em đang còn ngơ ngác tiếp nhận quá nhiều thông tin xa lạ, thì cô đã nhanh tay cầm trái sầu riêng trước mặt em lên, dùng một thanh dài gõ vào vỏ. Xong cô bảo, đấy còn có nghe thấy tiếng bịt bịt hay bột bột không? Em lắng tai nghe cô làm lại lần nữa, thì đúng là nghe tiếng bịt bịt thiệt. Rồi cô bỏ trái sầu riêng xuống và bảo, nghe thấy tiếng vậy thì chứng tỏ là sầu riêng ngon đó. Còn chừng nào con nghe chắc cứng như cong cong hay bong bong thì con nên đổi trái khác vì trái đó không ngon đâu. Nghe cô nói xong, em lấy một trái gõ gõ thử rồi quan sát xem mấy dấu hiệu cô vừa chỉ ở trên, cuối cùng quyết định mua một trái to luôn. Bữa đó mang về nhà, mở ra lấy ruột làm sinh tố uống ngon hết ý luôn ạ. Thiệt, không nhờ cô bán hàng tốt bụng, chắc em nhịn thèm sầu riêng đến chết luôn. Đấy, một số kinh nghiệm mà cô bán sầu riêng lâu năm nói cho em biết. Em thấy hay quá, giờ chia sẻ để các mẹ biết cách phân biệt sầu riêng chín tự nhiên và sầu riêng ngâm thuốc ạ. Chúc các mẹ lựa chọn sầu riêng thành công nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bất tỉnh vì ly nước mía mới biết sự thật kinh hoàng về loại thức uống này. Co giật, hôn mê vì ly nước mía mới biết sự thật kinh hoàng về loại nước uống được nhiều người ưa chuộng. Thường để lâu, trên cây mía sẽ xuất hiện một loại nấm mốc. Nấm này sản sinh ra các độc tố gây nôn mửa, co giật, co thắt hoặc hôn mê. Cứ nghe nói nước mía tốt, ngăn ngừa ung thư vú, nên con em, họ em ra sức uống. Xui xao uống nhầm quán vỉa hè làm dơ ăn bẩn, khiến nó phải cấp cứu suýt để lại di chứng thần kinh suốt đời. Hôm đó, hai chị em đi mua sắm ít đồ sida, trên đường về có tấp vào một quán nước mía siêu sạch lề đường, bán lì khổng lồ với giá cực rẻ chỉ 5.000 đồng. Nhìn thấy cái thùng đựng nước mía reo mốc bám đen, em hơi nhường nhường. Bấm tay con em bảo thôi đi, nhưng nó không chịu. Em nói nhỏ vào tai nó, mày thấy cái thùng đựng nước mía kinh chưa? Nó trả lời, ăn dơ sống lâu, cứ như chị ba, 7, 2, 11 ngày, hết viêm họng đến sụn mũi. Rồi nó nhất quyết làm một ly khủng. Nhìn nó uống mà em thấy sợ sợ. Đúng như em cảnh báo, vừa về đến nhà là nó bảo kê cái nhà vệ sinh luôn, hết ói rồi bị tào tháo rượt, cứ làm đi làm lại suốt một buổi chiều. Sau đó nó bị sốt và hôn mê. Trên đường đưa nó đi viện, nó làm em sợ chết khiếp khi thỉnh thoảng còn lên cơn co giật, xùi một mép. Vừa đến bệnh viện là nó được đẩy vào phòng cấp cứu ngay, còn em sau khi cung cấp thông tin cá nhân, tiền sử bệnh tật và thói quen ăn uống, ngủ nghỉ của nó thì tạm ngồi đợi bên ngoài. Qua khe cửa, em thấy nó được cắm trên người đủ thứ dây nhựa, bác sĩ cho biết nó bị ngộ độc một loại nấm mốc cực độc trên cây mía. Thường để lâu, cây mía sẽ xuất hiện một loại nấm mốc. Nấm này sản sinh ra các độc tố gây nôn mửa, co giật, co thắt hoặc hôn mê. Độc tố này gây hại cho mọi lứa tuổi, nhưng nạn nhân phổ biến là trẻ em và người trẻ tuổi. Khi ăn phải loại nấm này, người ăn có thể tử vong hoặc bị di chứng thần kinh kéo dài. Cũng may, con em họ em được cấp cứu kịp thời, ơn trời. Đầu nó nằm viện được 3 tuần thì được về nhà. Thỉnh thoảng em cũng để ý xem nó có biểu hiện gì lạ không. Em sợ nó bị ảnh hưởng thần kinh thôi. Hôm chở nó đi qua một quán nước mía, chọc nó. Nó dậy nảy như đĩa phải vôi, bỏ đi, bỏ đi. Thực ra nước mía không có tội,
Chỉ có người bán vì coi thường sức khỏe người uống nên làm cẩu thả, không vệ sinh, máy ép thường xuyên dẫn đến đóng bụi bẩn, làm ổ cho vi khuẩn sinh sôi. Nhưng kinh khủng nhất là mía róc vỏ nhưng không rửa, cứ để ở trong thùng từ ngày này sang ngày khác, thậm chí để nổi mốc vẫn ép bán. Thậm chí do nước mía ngọt nên nhiều ruồi, nhặng vườn vườn đậu vào ca, cốc, thậm chí rơi cả vào nước mía. Nhìn phát hải, thế nhưng không phải người bán nào cũng để ý những điều này. Hôm rồi đọc tin tức, có bài báo nói về kết quả kiểm nghiệm trong 6 tháng tại trung tâm sắc ký Hải Đăng, Mà Hải. Trong 1ml nước mía của một mẫu nước mía được kiểm nghiệm, chứa 210.000 con vi khuẩn coliform, 490.000 vi sinh vật hiếu khí, 18.000 bào tử nấm men, nấm mốc. Theo ông Huỳnh Ngọc Trưởng, trưởng phòng kiểm nghiệm vi sinh, trung tâm sắc ký Hải Đăng, các chỉ số vi sinh trong mẫu kiểm này đều cao hơn với 1.000 đến 10.000 lần so với chỉ tiêu quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm của Bộ Y tế. Qua chuyện này, em nghĩ mỗi ngày, trên nước ta có biết bao vụ ngộ độc thực phẩm, chỉ có báo chí chưa biết để thông tin thôi. Hôm em đưa con em vào viện, ít nhất có 5 ca ngộ độc thực phẩm liên quan đến cháo lòng, nước sâm, bánh mì, có dòi trong pate. Vì vậy mọi người cẩn thận khi ăn ngoài nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Rau muống kết hợp với thực phẩm này sẽ trở thành bài thuốc chữa ba bệnh nguy hiểm. Đông y cho rằng nếu chỉ luộc, xào hay nấu canh thì chúng ta vô tình đã bỏ lỡ ba bài thuốc tuyệt vời để chữa các bệnh về huyết áp, mỡ máu và lượng đường trong máu. Chuyên gia gọi rau muống là khắc tinh của bệnh tam cao. Rau muống là món ăn phổ biến của người Việt bởi đây là thực vật dễ trồng, phổ biến hầu hết ở các địa phương. Trước đây, rau chỉ được trồng theo mùa, nhưng giờ có thể tìm mua được quanh năm, kể cả khi trái vụ. Theo nghiên cứu của Đông y, rau muống không chỉ đơn thuần là một món ăn, nó còn là một vị thuốc nếu chế biến đúng cách. Công dụng của rau muống. Theo Đông y, rau muống có tác dụng giải cảm nắng, bù nước, thanh nhiệt, giải độc, cầu máu nhanh, làm mát máu, nhuận tràng, thông tiện. Trong sách Nam Phương Thảo bản trạng Trung Quốc còn ghi rằng đây là loại rau kỳ lạ, có thể kích ứng với khẩu của nhiều người, chữa bệnh không kém gì dược liệu. Cụ thể, rau muống có tác dụng chữa bệnh trĩ, đi ngoài có máu trong phân, bị rắn cắn, nhiễm trùng, khô dịch tiết âm đạo, ngộ độc thực phẩm. Thông thường, người bị bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, trẻ em chảy máu cam, nên ăn canh rau muống nhiều hơn để tăng cường hiệu quả điều trị. Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng hiện đại, rau muống giàu chất cellulose, lenin và pectin. Trong đó, pectin có thể thúc đẩy sự bài tiết các chất độc hại thanh lọc cơ thể hữu hiệu. Trong khi lenin có thể giúp cải thiện sức sống của vi khuẩn tốt, chúng sẽ tiêu diệt vi khuẩn xấu và chống viêm. Ngoài ra, rau muống có thể ngăn ngừa ung thư đường tiêu hóa, nhuận tràng nhanh và đẩy mạnh nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, giảm ung thư ruột một cách rõ ràng. Món rau giản dị này còn chứa rất nhiều vitamin và carotene giúp tăng cường thể chất, phòng ngừa bệnh tật. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng rau muống có đủ bằng chứng chứng minh rằng nó làm giảm lượng đường trong máu, là món rau ăn kiêng tốt cho người bị tiểu đường. 1. Rau muống, trứng gà, chữa hạ huyết áp. Những người bị huyết áp cao nên nấu rau muống cùng với trứng gà. Cách làm như sau: rau muống nhặt rửa sạch, cắt khúc vừa ăn, trứng đập ra bát, đánh nhuyễn cùng chút gia vị, làm nóng chảo với chút dầu mỡ, xào trứng vừa vón thành khuôn, chưa chín hẳn thì cho rau muống vào xào. Rau chín thì thêm chút gia vị và ăn khi nóng ấm. 2. Rau muống, thịt gà, giảm hấp thụ cholesterol. Người mắc bệnh mỡ máu cao, tỷ lệ cholesterol trong cơ thể cao hoặc thể trạng dễ hấp thụ cholesterol là đối tượng được khuyến cáo nên ăn nhiều hơn món này. Cách làm như sau: rau muống rửa sạch các khúc vừa ăn, thịt thái mỏng, cho dầu vào chảo nóng vừa,
thêm ít tỏi băm vì thơm. Xào thịt gà nhanh tay trên lửa to vừa. Khi thịt gà gần chín thì cho thêm chút gia vị đảo đều. Tiếp tục thêm rau muống vào xào. Rau chín thêm chút gia vị rồi ăn nóng. 3. Rau muống, rau ngô giảm lượng đường trong máu. Người có thói quen ăn đồ ngọt nhiều, người có thể trạng hấp thụ nhiều đường, rất dễ sinh ra bệnh đường huyết. Món ăn này có thể giúp bạn cải thiện lượng đường trong máu một cách an toàn, đơn giản. Cách làm như sau. Chọn rau muống tươi, nhặt lấy phần thân khoảng 60g, rau ngô 30g, thêm nước vừa đủ, nấu thành món canh. Chắc nước canh để uống 2-3 lần một tuần. Món ăn này có thể tăng tiết insulin, có vai trò hỗ trợ điều trị bệnh đường máu hiệu quả. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sai lầm khi ăn chuối sai cách mà chẳng ai có thể ngờ. Đừng hồ đồ để mắc phải 3 sai lầm khi các bạn ăn chuối để biến loại quả này trở thành thuốc độc. Có đến 90% các gia đình hiện nay đều mắc phải. Các bạn cần phải biết, đừng để phạm sai lầm cơ bản rước họa vào thân nhé. Sai lầm khi ăn chuối 90% người mắc phải. Chuối là loại hoa quả rất phổ biến, nó thường có trong mỗi gia đình vì chuối rất giàu dinh dưỡng và cũng khá rẻ tiền. Thế nhưng các bạn cần phải tránh mắc phải những sai lầm dưới đây. 90% người ăn chuối đang mắc phải, còn bạn thì sao? Cùng tìm hiểu xem đó là sai lầm gì. Bạn có đang làm đúng không để còn khắc phục nhé. Sai lầm khi ăn chuối, ăn quá nhiều trong ngày. Chuối là loại quả chứa một hàm lượng dinh dưỡng, kali và vitamin rất dồi dào, phong phú. Nó có thể làm cho da dẻ mềm mại, làm cho mắt sáng và tinh lực tràn đầy, giúp kéo dài tuổi thọ và cũng có tác dụng phòng nhiều bệnh khác. Nhưng nếu như các bạn ăn chuối quá nhiều trong ngày, lượng vitamin B6 từ chuối kết hợp với các thực phẩm khác, có thể nó sẽ được nạp vào cơ thể quá tải. Điều này xảy ra tình trạng quá liều, có thể tổn hại đến sức khỏe. Nếu các bạn ăn chuối nhiều chỉ trong một thời gian ngắn, các bạn có thể đối mặt với các triệu chứng của tăng trong máu. Theo đó, các bạn chỉ nên ăn 2 quả chuối mỗi ngày, vì nếu như nạp quá nhiều chuối vào cơ thể, có thể sẽ gây ra tình trạng rối loạn các vitamin và khoáng chất có trong cơ thể. Thậm chí, nếu như các bạn ăn nhiều chuối chỉ trong thời gian ngắn, bạn có thể phải đối mặt với các triệu chứng của tăng kali máu, sẽ làm cơ suy yếu, làm nhịp tim trở nên bất thường, hay thậm chí có thể dẫn đến tình trạng bị tê liệt tạm thời. Sai lầm khi ăn chuối, ai cũng ăn được chuối. Thực tế, không phải ai cũng có thể ăn loại quả này mà sẽ có rất nhiều người cần phải hạn chế việc ăn chuối. Cụ thể, với những người nào có tiền sử về đau dạ dày thì rất cần hạn chế ăn chuối tiêu. Và cũng tuyệt đối không ăn chuối khi đang bụng đói, vì khi đó ăn chuối vào bạn sẽ có cảm giác sẽ còn cao hoặc là đau bụng. Những người đang bị táo bón, tiêu chảy thì cũng hạn chế ăn. Bởi với nhiều người cho rằng ăn nhiều chuối vào có thể sẽ giúp nhuận tràng, từ đó thông tiện. Nên có một số người khi bị táo bón, họ thường xuyên ăn chuối. Nhưng bạn có biết, chuối không những không giải quyết được cho bạn chứng táo bón, mà ngược lại, nó sẽ còn khiến cho tình trạng táo bón của bạn nặng hơn. Người bị bệnh thận, bị đau đầu, tiểu đường hay tim mạch cũng là những đối tượng cần hạn chế ăn chuối để tránh tình trạng bệnh trầm trọng hơn. Tương tự thì người đang bị tiêu chảy không nên ăn chuối chín bởi vì lượng xơ mềm. Chất oligosaccharide có thể nó giúp nhuận tràng, chất này nó sẽ làm cho bệnh tiêu chảy của bạn nặng hơn. Sai lầm khi ăn chuối, ăn lúc nào cũng được. Thực tế, khi ăn chuối vào cơ thể thì chuối sẽ phát huy được tốt nhất những tác dụng của nó, như thúc đẩy hệ tiêu hóa sẽ hoạt động tốt hơn khi bạn ăn chúng sau bữa cơm, sau khoảng 1-2 tiếng. Ngược lại, còn nếu như các bạn dùng chuối để làm thức ăn khi đói, thì đó không phải là cách hay, nó thật nguy hiểm. Bởi thế, các bạn tuyệt đối không nên ăn chuối lúc đói. Vì trong chuối có chứa nhiều magie, ăn chuối lúc dạ dày của bạn đang trống rỗng, nó sẽ làm lượng magie bị tăng đột ngột trong máu,
có thể gây mất cân bằng tim mạch và nó làm tổn hại đến sức khỏe của bạn. Lượng vitamin C rất dồi dào trong chuối. Nếu như đưa vào cơ thể khi đang bị đói, cũng sẽ khiến bạn bị đau dạ dày lập tức. Bạn chỉ nên ăn chuối khi đã ăn cơm no, để chuối không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, nhận tác dụng bảo vệ dạ dày và trung hòa axit dạ dày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đậu phộng hay còn gọi là củ lạc, thần dược chữa bệnh dạ dày mới được khám phá ra, bài thuốc dành cho hàng ngàn bệnh nhân nghèo. Củ lạc hay còn được gọi là đậu phộng là một món ăn được rất nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, rất nhiều người không ngờ được rằng nó lại là thần dược chữa bệnh dạ dày cực kỳ hiệu nghiệm. Xin chân thành chia sẻ cho bạn đọc, lưu lại ngay để áp dụng nhé mọi người. Việt Nam đang có tỷ lệ người mắc bệnh đau dạ dày rất lớn. Các nhà y học Trung Quốc đã xác định lạc sống hay còn gọi là đậu phộng có khả năng chữa được bệnh viêm và loét dạ dày. Nếu bị nhẹ, phương pháp chữa như sau: ăn khoảng 12 hột trước các bữa ăn, mỗi ngày 3 lần, dùng liên tục từ 1 đến 3 tháng. Người nhẹ sau 1 tuần, người nặng sau 3 tuần đều giảm bớt tiết chất chua, chứng bệnh đều bớt hoặc mất hẳn. Các chuyên gia xác định rằng sở dĩ lạc sống có thể chữa được bệnh dạ dày do nó tạo thành chất keo phủ lên niêm mạc dạ dày. Chất dầu trong lạc sống có tác dụng hạn chế sự tiết chất chua dạ dày, ngăn chặn sự lan rộng của vết viêm, rồi thu hẹp làm lành viêm loét dạ dày. 10 công dụng chữa bệnh tuyệt vời của lạc. Lạc không chỉ là một thực phẩm trong các bữa ăn ngon miệng mà còn có những công dụng tuyệt vời nhờ lượng chất dinh dưỡng dồi dào có trong nó. Hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Nhiều người vẫn thường nghĩ rằng hàm lượng chất béo trong lạc được coi là quá cao, vì thế những người muốn giảm cân, đặc biệt là béo phì, cần loại trừ thực phẩm này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho biết rằng các sản phẩm từ lạc có thể giúp bạn kiểm soát trọng lượng và ngăn ngừa béo phì rất hiệu quả. Các chuyên gia dinh dưỡng đã tìm thấy axit folic trong lạc, nó chứa rất nhiều axit không bão hòa đơn béo, làm giảm cholesterol trong máu cao. Ngoài axit folic, lạc cũng chứa nhiều cellulose hữu ích, một vai trò rõ ràng về chất thải đường ruột, không gây béo phì. Giúp cho trái tim khỏe mạnh. Nhiều nghiên cứu cho biết lạc có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Đậu phụng rất giàu chất béo không bão hòa đơn và chất chống oxy hóa như axit oleic. Một số lượng lớn các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lạc, bơ lạc và các sản phẩm từ lạc khác giúp bảo vệ tim, có tác dụng tốt trong phòng chống các bệnh tim mạch. Những người thường xuyên ăn lạc và các sản phẩm từ lạc có thể hạ thấp tỷ lệ mắc bệnh tim mạch 35%, đặc biệt là phụ nữ. Phụ nữ mãn kinh thường xuyên ăn lạc có thể giảm tỷ lệ mắc bệnh mạch vành. Kiểm soát cholesterol. Không chỉ giúp tăng cường trí nhớ, niacin trong lạc còn giúp hạ thấp và kiểm soát nồng độ cholesterol trong máu. Mặt khác, nhờ chứa nhiều lượng đồng nên khi ăn lạc sẽ giúp tăng lượng cholesterol có lợi và giảm lượng cholesterol có hại. Đậu phụng rất giàu axit béo không bão hòa đơn, giúp giảm mức độ cholesterol xấu trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa nguy cơ tim và bệnh mạch vành. Những hạt đậu phụng tự nhiên thơm ngon nên được đưa vào kế hoạch chế biến ăn uống hàng ngày. Đậu phụng không có muối, rất tốt cho động mạch. 1/4 chén đậu phụng chứa lượng chất béo không bão hòa, tương đương 1 muỗng dầu ô liu. Chất béo không bão hòa giúp giảm cholesterol trong máu. Ngăn ngừa lão hóa. Lạc chứa polyphenol tự nhiên, ngoài việc giảm kết tập tiểu cầu, bảo vệ tim, còn có tác dụng chống lão hóa rất tốt. Ngoài ra, đậu phụng rất tốt cho da vì nó giàu vitamin E, giúp làm giảm nếp nhăn trên da. Các nghiên cứu cho thấy ăn đậu phụng luộc giúp bảo vệ da khỏi các gốc tự do. Tăng cường sức khỏe của xương. Trong hạt lạc cũng có chứa một lượng nhỏ canxi và vitamin D. Cả hai chất này hợp tác với nhau giúp tăng cường sức khỏe của xương, bao gồm cả tốt cho sức khỏe của răng. Ngăn ngừa sỏi thận. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện thấy rằng một điều bất ngờ rằng
là có thể giúp ngăn ngừa sỏi mật. Nhiều nghiên cứu về vấn đề này đã chỉ ra rằng ăn 28g lạc hoặc bơ lạc một tuần có thể làm giảm nguy cơ phát triển sỏi mật 25%. Tăng cường trí nhớ. Một số nghiên cứu cho thấy ăn lạc có khả năng tăng cường được sức khỏe cho não. Lý do là trong củ lạc có chứa nhiều vitamin B6 hay còn gọi là niacin. Đây là chất giúp não hoạt động bình thường và tăng cường trí nhớ. Tốt cho chuyện ấy. Theo một công trình nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Lycopene, Thụy Điển, thường xuyên ăn lạc sẽ tốt cho chuyện ấy ở đàn ông. Trong lạc có chứa rất nhiều nitric oxide. Các chất này sẽ làm tăng khả năng cương cứng lâu hơn bình thường. Do vậy, đàn ông muốn tăng sức hoạt động tình dục thì nên tăng cường thực đơn lạc trong bữa ăn. Thúc đẩy khả năng sinh sản. Lạc có chứa nhiều axit folic mà loại axit này lại rất cần. Lạc có chứa rất nhiều axit folic và loại axit này lại rất cần thiết cho khả năng sinh sản của chị em. Các nghiên cứu cho thấy rằng phụ nữ thường ngày cần được cung cấp 400mg axit folic trước và trong thời kỳ đầu mang thai sẽ làm giảm nguy cơ khuyết tật ống thần kinh của em bé sau khi sinh ra đến 70%. Ngăn ngừa ung thư. Chất tetrahydrocannabinol có trong một số loại dầu thực vật như đậu, lạc không những giúp chống lại bệnh tim mạch bằng cách can thiệp vào sự hấp thụ cholesterol, chúng còn chống lại bệnh ung thư bằng cách ngăn chặn sự phát triển của các tế bào. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.